Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Clip này thì mình sẽ làm về định hướng tim ma trong tương lai Để cho những bạn nào đam mê và muốn hướng tới Mặc dù là ở trong một cái tương lai rất là xa xôi Tuy nhiên là đợt trước có bạn nhờ mình là làm về clip tim ma rồi Nhưng mà cứ nhắc đến xong rồi là lại lười với cả ngại Cho nên là tranh thủ buổi tối ngày hôm nay thì mình bắt đầu mới làm cái clip review như thế này Và cái clip review tim ma như thế này chắc là cũng sẽ chỉ áp dụng ở trong những bản Việt thôi Bởi vì là bản tiếng trung đang có cái đợt chỉnh sửa đó là giảm uh, kiểu dạng như là điều chỉnh lại toàn bộ skill của những s cộng và cả ss nữa thế nên là khi mình làm cái clip như thế này thì bản tiếng anh trung và đài cũng không áp dụng được nữa rồi bởi vì là hầu hết là tất cả các s cộng và ES đều điều chỉnh giảm hết những pokemon mà các bạn thấy mình review dưới đây uh, theo kiểu mà nó rất là bá chẳng hạn nhưng mà sắp tới ở bản tiếng trung anh đài thì bộ skill nó bị giảm đi rất là nhiều và nó cũng không thể hiện được sức mạnh giống như ở trong clip này nữa quá trình hình thành tim ma như thế nào tim ma nó sẽ ra mắt sau tim thép hiện tại thì bản tiếng anh và bản đài thì vẫn chưa có tim ma này với bản anh thì đang là meta tim nước với cả tim thép còn với bản đài thì đến tháng sau thôi một pokemon s -cộng rất là quan trọng ra mắt để chính thức có tim ma xuất hiện đó chính là nuala nuala khi nó ra mắt thì lúc đó mới gọi là hình thành được tim ma được còn lúc này lúc các bạn chỉ lắp vào đó là trong tim có mấy Pokemon hệ ma thì nó vẫn chưa cửa dạng như là có sự liên kết lẫn nhau phải đến lúc Lua ra mắt cơ đây mới là hạt nhân của tim ma thì lúc đó tim ma nó mới thể hiện được đó là những đặc trưng của tim Lua hệ chính của nó là hệ siêu và hệ phụ nó là hệ ma tuy nhiên là bộ skill của nó chủ yếu hỗ trợ dành cho hệ ma là chính thôi hệ siêu chỉ có một ít nếu bạn nào mà muốn tham khảo về bộ skill của Luala thì đợt trước mình đã giới thiệu về bộ skill của nó rồi nói chung đây là một con thuộc dạng hỗ trợ và cái khả năng hỗ trợ của nó cũng sẽ rất là tốt dành cho những Pokemon hệ ma. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái những Pokemon để tạo thành team ma. Một thành viên rất là được ưa sử dụng ở trong team ma bản tiếng Trung đó chính là Hupa. Tuy nhiên nếu Hupa mà muốn được sử dụng ở trong team ma bản tiếng Việt thì sẽ phải cần một cái rất là quan trọng đó chính là ở phần trang phục này của nó. Khi các bạn đã tiến hóa từ dạng Hupa căn file lên Hupa ăn bao thì cái hệ ma của nó cũng sẽ biến mất và chuyển sang hệ bóng tối này. Tuy nhiên ở các bản Anh, Đài và Trung thì khi các bạn mua cái dạng skin nhỏ như thế này thì chỉ số của nó vẫn không thay đổi và cái hệ của nó là hệ thứ hai sẽ chuyển sang thành đó là hệ ma và phải có cái dòng như thế này đó chính là khi vào trong trận đấu hệ bóng tối của nó sẽ chuyển thành hệ ma lúc đó thì hupa mới được tính là hệ ma và sẽ nhận được búp của luala còn nếu không không có cái dòng chỉnh sửa như thế này và cũng không có chuyển đổi kiểu dạng như theo kiểu mà có hệ ma như các bạn thấy ở trên hình thì hupa nó sẽ được tính đó là dạng bóng tối thế nên là trong tim ma coi như là không có được búp gì cả cũng không liên quan gì đến tim ma cả đây là một cái chỉnh sửa rất là quan trọng để có thể làm cho hupa trở vào trong tim ma còn nếu không thì là không thể và một cái nữa cũng sẽ rất là quan trọng nếu mà hupa sẽ được chỉnh sửa lại bộ skill mới thì bộ skill mới của nó sẽ rất là mạnh và kèm theo nữa nếu mà mở được tính năng zmu thì hupa nó sẽ cực kỳ là bá lúc đó thì tim ma của bạn mà khi mà có hupa thì nó sẽ có một sự khác biệt rất là lớn một cái ví dụ sau khi các bạn được chỉnh sửa lại bộ skill và có zmu này đó chính là vào trong trận đấu Zmu nó sẽ gọi ngang ngay đó là bộ đôi Latios Latias tấn công ngay theo một hàng vừa hồi nộ vừa hồi máu cho bản thân và kèm theo nữa là khi các bạn lên được 11 sao thì khi đi cùng với cả hai Pokemon hệ ma bóng tối thì Hupa nó sẽ nhốt ngay một địch có lượng máu cao nhất vào trong cái vòng của nó giống như ở đòn tuyệt kỹ vậy Vậy nếu trong trường hợp đó là Hupa chưa được chỉnh sửa lại như vậy thì một ứng cử viên khác hệ ma có thể cho vào trong team ma được đó chính là Giratina Giatina đây là một tăng rồi bởi vì là team ma các bạn thấy là cũng sẽ rất là ít con có khả năng phòng thủ được và Giatina khi mà có Lula xuất hiện thì cái khả năng phòng thủ của Giatina nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều và trong lúc đó thời kỳ của team như những Pokemon mà sát thương thì cũng hơi ít chắc là chủ yếu dựa vào kiểu mà con um, hay là con Mega Rayquaza gây ra thì con Giatina này theo kiểu mà dễ đai hơn nhưng mà với Lula thì sẽ giúp tàng hình này và nó sẽ chống chịu được cũng sẽ rất là tốt vậy nên Giatina nếu mà cũng được chỉnh sửa lại bộ skill mới nữa cơ thì Giana nó sẽ rất là trâu và đi cùng Tima nó sẽ rất là lợi. Đây là một cái ứng cử viên khác. Nếu mà bạn không nuôi được Nupa mạnh và Nupa nó không được tính là hệ ma thì Giana sẽ là một thành viên tiếp theo của team ma. Và một Pokemon đang rất là hành hành ở bản tiếng Anh đây, rất là mạnh và về sát thương rất là cao. Khi mà lên 8 sao thì Masadao nó sẽ có khả năng đó đánh bỏ qua khiên của địch vậy nên là những pokemon đang có khiên chống chịu tốt thì cũng sẽ coi như là không có và kèm theo nữa là masadao có thể gây ra sát thương thực đánh lên những pokemon nào có sức phòng thủ cao và kèm theo nữa đó là khi masadao lên được 8 sao nữa thì nó có khả năng đánh nó bỏ qua cái sợi, sợi dây liên kết của sonya vậy nên về cái team ma và bao gồm đó là masadao như vậy thì cái sát thương của bạn ngay cả khi có sơnia uh, có thể giảm uh, sát thương dành cho bên mình thì masadao nó cũng sẽ đánh bỏ qua tất vậy nên Masadao một thành phần không thể thiếu của team ma được đây là một thành phần đam chính của team ma và chính vì vậy các bạn thấy đó là tại sao Masadao nổi như là đánh cái sát thương rất là cao bởi vì là một là sát thương thực hai nữa là đánh bỏ qua khiên và bỏ qua sợi dây liên kết và tiếp theo đó là một con ma màu hường như thế này đó là Shiny Mega Gengar một Pokemon hệ ma ra để bổ trợ cho team Luala team ma nhưng mà Shiny Mega Gengar này theo kiểu mà rất là ít người sử dụng bởi vì nó chỉ toàn đi cùng với team ma là chính thôi và hầu hết là các đại gia sẽ nuôi nó Chứ còn đâu nếu mà bạn là người chơi bình thường thì shiny mega genga đại nhiên rất là hiếm thấy ở trong bản tiếng chung Mặc dù nó là một con S+, và nếu bạn muốn bổ sung thêm vào trong đội hình team ma của bạn một con cũng sẽ biết tàng hình Đó chính là shiny mega genga này, thì đội hình team ma của bạn nó cũng sẽ rất là tốt Nếu bạn chơi full theo kiểu team ma, nhưng mà đó cũng chỉ là một cái hướng đi thôi Chứ còn đâu bạn đã có khoảng 3-4 con hệ ma rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cần thêm những con Pokemon khác nữa. Luala, một Pokemon ánh trăng và như các bạn thấy vào trong trận đấu bây giờ bắt đầu vào thì đã bầu, có bầu trời đêm rồi này. Và kèm theo nữa đó là một cái ánh trăng, ánh trăng non này. Và Luala, dưới ánh trăng non như thế này nó sẽ giúp cho toàn bộ những Pokemon của bạn hệ ma đó tăng thêm đến tận 50% giảm thương. Một cái hỗ trợ cực kỳ là tốt và kèm theo nữa đó là giảm đi ba địch ngẫu nhiên 100 nộ vậy nên Luala đây là kiểu như là đúng là theo kiểu mà hạt nhân của team ma rồi bởi vì nó sẽ là một con hỗ trợ cực kỳ tốt dành cho team ma của bạn này và cái mặt trăng kia nó sẽ kiểu mà nó sẽ thay đổi lần lượt và cứ mỗi lần trăng nó thay đổi như vậy thì sẽ có thêm rất là nhiều tính năng mới dành cho team ma của bạn vậy đặc trưng của team ma là gì nếu các bạn đã từng chơi những pokemon hệ ma như là con chanelure lồng đèn này chẳng hạn này hay là con gengar chẳng hạn này hay là con um, Gatina thì những Pokemon hệ ma này nó sẽ có kiểu dạy như là đặc trưng của nó đó là theo kiểu mà có khả năng đó là rút nộ của địch làm chậm nộ của địch hoặc là giảm nộ của địch đi thì đó chính là những đặc trưng của team ma ma cũng tương tự như vậy khi mà đánh lên những địch nào thì nó sẽ kiểu dạy như là cái tốc độ hồi nộ của địch nó sẽ bị giảm đi đến tận 50% ví dụ như là khi bạn đánh như thế này này ví dụ địch được hồi đó 100 nộ chẳng hạn thì lượng nộ mà địch hồi nó chỉ là 50 nộ thôi và khi mà các bạn đã có Luala ở trong team của bạn như thế này rồi thì những đòn đánh của những Pokemon hệ ma bên bạn đánh vào địch thì cũng sẽ tăng thêm cái cột nộ gốc của địch lên thêm nộ nữa tức nghĩa là bình thường là những Pokemon này sẽ phải cần đó là 1.000 nộ để có thể ra đòn tuyệt kỹ này thì bây giờ không bây giờ khi mà có Luala hỗ trợ thì cái cột nộ của những Pokemon đó tăng lên thì nó sẽ phải cần đến tận nghìn một hoặc là nghìn hai điểm nộ thì mới có thể ra đòn tuyệt kỹ vậy nên team ma này theo kiểu mà dựa theo uh, làm chậm cái uh, tốc độ hồi nộ của địch và có khi là hút nộ một cái uh, một cái tim theo kiểu mà kiểm soát nộ đó là đặc trưng của tim ma vậy nên là khi mà có Gia, uh, con Luala như thế này rồi thì các bạn sẽ thấy đó là con Giatina của bạn nó sẽ thủ trâu hơn ngày trước rất là nhiều rồi tăng thêm đến tận 50% giảm thương mà và lại đến lượt hành động của Luala thì ánh trăng nó sẽ lại thay đổi và kèm theo nữa À, đó là Lua La nó sẽ tự tăng cho bản thân nó đó, đó là 150 nộ và kèm theo nữa là nó một địch sẽ bị dưới hiệu ứng kia hiệu ứng kia thì nó sẽ làm cho địch kiểu dạng như thành cô đơn rồi những cái hiệu ứng búp đặt lên địch đó hay là cái ngay cả sợi dây liên kết của con uh, Sonya cũng sẽ không đặt lên địch đó nữa đấy là một cái kiểu dạng như ngăn cách Luala với rất là nhiều hiệu ứng như vậy thì nó sẽ là một con hỗ trợ và kèm theo nữa một cái um, đặc trưng của Tima đó chính là khi Pokemon Luala này sẽ giúp cho những Pokemon hệ ma của bạn có khả năng tàng hình bằng những đòn Skill của nó. Ví dụ như thế này, thì đó chính là cái kiểu cách tàng hình của Luala này. Bây giờ thì các bạn đang thấy đó là có một con Giatina đang tàng hình này, cả con Hoopa này và Luala nữa này. Và tàng hình này là một loại tàng hình đặc biệt làm cho con kiểu dạng như là hiệu ứng mặt trời lên của con Leo không thể làm hiện nguyên hình được và kèm theo nữa là sau khi tàng hình kiểu như thế này theo kiểu đặc biệt này xong thì nó lại tàng hình thêm một lần nữa theo kiểu tàng hình bình thường vậy nên La nó sẽ tàng hình đến tận hai lượt cơ nếu các bạn mà chơi Nuala theo kiểu solo ấy nó nó mà tốc độ cao nó, nó đánh trước này xong rồi là lúc địch thì không nhìn thấy La thì Nuala lại đánh tiếp và cứ như vậy nó sẽ là một con cực kỳ là khó chịu và nếu các bạn chơi theo kiểu mà team full ma ấy mà những Pokemon cũng có khả năng tàng hình chẳng hạn thì bên địch theo kiểu mà nhìn và ngắm bên mình đánh là chính thôi vậy nên team ma này nó sẽ có một cái đặc trưng thứ hai đó chính là có khả năng tàng hình và các bạn thấy đó là cái con shiny mega Gengar nó có khả năng đó là cũng tàng hình được thoát ẩn thoát hiện như thế kia cứ mỗi lần hành động địch nào nó lại tàng hình xong lại hiện hình tàng hình lại hiện hình thì những pokemon hệ ma theo kiểu mà thoát ẩn thoát hiện dọa ma ấy các bạn ạ Masadao nó sẽ là thành thần tim chính rồi Nó sẽ hỗ trợ hệ ma của bạn nữa này Và đây như các bạn thấy đó, bây giờ đến là Lượt hành động này rồi Thì Pokemon Hoopa của mình đến lượt 2 Nó vẫn cứ tàng tàng hình Tại vì nó được tàng hình đến hai lần cơ mà Vậy nên là Luala sẽ là một thành phần Rất là quan trọng ở trong tim ma Và khi các bạn uh, đã lên được Luala 8 sao rồi Thì vào ngay trong trận đấu Luala nó sẽ giúp cho hai Pokemon hệ ma bên bạn có sức tấn công cao nhất cũng sẽ được tàng hình kèm theo nó. Vậy là lúc bắt đầu, các bạn sẽ chơi với đội hình đó là 3 Pokemon có khả năng tàng hình. Và như các bạn thấy đây, Hoopa, một Pokemon được tính là hệ ma thì được tàng hình bởi sự hỗ trợ của Luala. Và mình thấy là có một người chơi theo kiểu mà họ vẫn sử dụng con Sunny ở trong team. Mặc dù nữa là Sunny ở trong team ma này có còn sử dụng được hay không? Khi các bạn lên được 8 sao của Surnia thì nó sẽ tạo ra được sợi dây liên kết Tuy nhiên là khi mà có những Pokemon hệ ma tàng hình như thế này rồi Thì Loala cái tàng hình của nó sẽ không kết hợp được với cả sợi dây liên kết à, Vậy nên là Surnia có người không không cần sự thiết phải sử dụng ở trong team ma này Mục đích là có thể sử dụng team uh, Surnia bởi vì là khi nó ra skill 2 thì nó sẽ kéo theo một đồng đội có khả năng tàng hình Lúc đó team bạn uh, trong kiểu mà có khả năng full tàng hình luôn thì vẫn có sẽ có lợi hoặc thêm nữa đó là nếu bạn có được cái bảo vật vàng của Sonya chẳng hạn thì chỉ cần ba Pokemon tàng hình thôi là trong team của bạn cũng sẽ được tàng hình luôn và Sonya này nó cũng sẽ kiểu dạng như vẫn giúp hỗ trợ đó tăng thêm máu gốc dành cho những Pokemon hệ ma nữa để có thể chắc chắn thêm vậy nên là có thể kết hợp Sonya hoặc là kết hợp không kết hợp Sonya cũng vẫn có thể được tùy theo mục đích của các bạn và có những có người chơi thì cho kiểu mà chơi cả Eventual mặc dù Eventual chẳng nhận được cái búp gì luôn nhưng mà chỉ mỗi tại là nó ở trong cái trạng thái kế như thế này coi như vô hình, thế nên là địch cũng không nhìn thấy mà đánh và có người sử dụng thêm con Latias ở kia nữa, mà mình cũng không biết là nhớ con Latias hay Latios, một con màu xanh dương thì nó cũng sẽ có tàn, khả, khả năng tàng hình như thế này, vậy nên là sẽ giúp cho cái team bạn theo kiểu mà phun tàng hình luôn và địch theo kiểu mà chỉ đứng nhìn thôi. Và lúc này chỉ bị ở dạng như là vì một con Sona thì à, đang hiện ra thì địch sẽ chỉ ở dạng như chỉ để ngắm, à, chỉ để tập trung đánh vào mỗi con Sona là chính, còn những địch kia thì những Pokemon kia thì địch không nhìn thấy rồi và sau khi à, đây đó chính là Sonya ra là skill 2 đây thì coi như xác định luôn đó là toàn bộ Pokemon bạn tàng hình rồi và bắt đầu đó là địch tiểu dạng như không nhìn thấy đánh luôn rồi và đây là một trận đấu team ma hồi trước này đấu với cả cái team mà nước có Asken ra tận 11 sao và kết hợp với cả bộ đôi pháo đài bộ ba team nước Manafi Asken với cả Raymond Kyo đang rất là lợi này có vẫn có cả sơn nhiều hỗ trợ này bộ đôi pháo đài thì uh, có khả năng đó là tạo pháo đài mà khi mà Volcanian nhận tiến vào trạng thái uh, đó là nhận một sát thương trí tử thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều trận đấu theo kiểu team ma nó sẽ như thế này đó là theo kiểu mà sẽ bị đuối thế hơn so với cả những team kia nhưng mà nó sẽ có một cái khả năng lật kèo rất là tốt đến từ vị trí của Luala và bên Bentima thì họ đang sử dụng vẫn là Sernia và có thể kèm đó là cả Celebi nữa Bởi vì Celebi vẫn có thể tạo được cái khả kháng tử dành cho team của bạn Đấy cũng là một cái tốt này Và chính, chính vì dưới hiệu ứng tàng hình rất là nhiều thế kia Thì bên kia cũng hiểu rõ như không thể hành, hành động được Mà các bạn sẽ thấy đó là rất là nhiều trận theo kiểu mà team ma nó sẽ rất là mỏng luôn ấy Và đây cả Asgenda ra 11 sao thì sát thương nó gây ra quá là to và một đòn vừa rồi thì cho luôn con Lua la từng trận rồi. Mà sẽ à, Hupa cũng sẽ ra đi. Thì các bạn sẽ thấy đó là team ma nếu mà không được nuôi tốt ý à, đầu tư ý, thì cho kiểu sẽ bay rất là nhanh với cả những cái team khác. Và con Askena thì nó sẽ quá là lợi hại với cả team nước. Cho nên mỗi team thì nó có một, có một đặc điểm riêng, với team thép thì nó có khả năng chống chịu tốt hơn, còn với team ma này thì sát thương nó gây ra rất là cao, tuy nhiên là cái khả năng phòng thủ của nó sẽ kém hơn và đây đó là luala nó sẽ có khả năng hồi sinh này và các bạn sẽ thấy có khả năng lật kèo đến từ luala này khi nó hồi sinh thì nó sẽ kéo theo đó toàn bộ những pokemon hệ ma nào đã chết à, hồi sinh được càng nhiều càng tốt và mỗi pokemon nó sẽ được hồi sinh một lần và kèm theo lại tiến vào cái trạng thái tàng hình và đầy nộ và đây là cái lúc mà tim ma lật kèo và bên kia đã bắt đầu vào trạng thái pháo đài rồi thì pháo đài này không nhìn thấy pokemon nào để đánh cả thì coi như team ma cũng là một cái khắc chế nữa đối với cả cái team pháo đài như thế này bởi vì phải có pokemon nào nó nhìn thấy thì nó mới bắn được và rất là hên đó chính là con giatina ra đòn tuyệt kỹ nó, nó quay trở lại trạng thái ban đầu thì bắt đầu cái pháo đài bắt đầu mới bắn này nhưng mà cái pháo đài này thì ăn đòn rất là nhiều rồi và những cái sát thương rất là mạnh đến từ hupa hay là masadao thì bây giờ đã bị uh, phá sớm và bắt đầu lại quay trở lại sớm này thì các bạn thấy đó là rất nhiều nhiều trận đấu về sau các bạn sẽ nhìn thấy hoặc là khi mình đăng lên các clip kiểu team ma như thế này thì team ma theo kiểu mà bị chết một lần rồi xong rồi bỗng nhiên lại lua là nó hồi sinh trở lại để có thể có thể là quay trở lại cái hướng lật kèo và lúc đó thì Marcelo sẽ là một thành phần cực kỳ là quan trọng của team ma vậy là các bạn đã có định hướng cho tương lai đó cái team ma của bạn rồi đây mới chỉ là team ma thôi team ma thì theo kiểu mà tấn công nhanh gọn lẹ như vậy các bạn sẽ phải cần đuôi mạnh rất là nhiều con thì mới có thể dứt điểm được còn nếu không mà khi các bạn đã hiện bắt đầu hiện ra rồi thì toàn những pokemon theo kiểu mà không có khả năng phòng thủ nhiều thì sẽ rất dễ bị đai bởi những đội hình của địch và kèm theo nữa là về sau lại có thêm cái team tiên đất đá có khả năng phản đam rất là nhiều nếu bạn nào không chịu khó nuôi mạnh những pokemon của bạn thì theo kiểu phản đam mà chết và bên địch kiểu dạng như là nuôi chắc chắn luôn Thì bạn cũng sẽ rất là khó để chiến thắng Vậy nên là team Ma theo kiểu mà Có thể sử dụng rất là tốt Nhưng mà bạn vẫn phải cần rất là đầu tư Rất là nhiều con theo kiểu mà lên 11 sao Hoặc là có những con 8 sao Thì bạn mới có thể đạt được cái kết quả tốt được Trong đó thì sao thì chắc là ưu tiên hay bắt buộc rồi Đó phải lên 11 sao Thì team Ma mới gọi là có cái gì đó Nổi bật về tấn công Còn la bắt buộc phải lên 8 sao rồi nếu bạn không lên được 8 sao la thì xác định là có khả năng thua cực kỳ cao bởi vì 8 sao của Luana nó mới có khả năng hồi sinh toàn bộ team ma của bạn sống dậy lần nữa. Vậy nên là Luana 8 sao, Masadao 11 sao là là những cái ưu tiên của team ma này. Và tiếp theo nữa, hai Pokemon này các bạn có thể trao đổi. Uh, Giatina một con thêm một con phòng thủ ở trong team ma của bạn để thêm chắc chắn. Nếu mà Hupa mà không được cháo uh, không được uh, có hệ ma thì thôi, Hupa xác định bay ra khỏi team ma thì lúc đó Giatina sẽ là lựa chọn. Còn nếu mà trong tình huống Hupa mà được chỉnh sửa lại bộ skill mới và kèm theo Zmo nữa thì lại quá là bá. Thì lúc đó sẽ là bộ ba team ma Hupa này, Luala với cả Masadao và kèm theo nữa là các bạn sẽ có những Pokemon khác để đi cùng. Ok, mình kết thúc clip này ở đây. Lúc đầu tiên mình làm mình chỉ nghĩ là làm một phần thôi, cuối cùng là lúc làm đến gần cuối thì mình lại nghĩ được, được phần tiếp theo. Cho nên bạn nào mà vẫn còn muốn quan tâm đến team ma thì hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Còn đâu mình thấy team ma là một cái team cũng rất là đáng để đầu tư nếu bạn không chơi những pokemon bậc ss này và team ma theo kiểu mà cũng chỉ cần một vài con theo kiểu mà chủ lực để các bạn có thể tập trung và nuôi sao thôi ví dụ như lula tám sao này masadao 11 sao chẳng hạn này và đi kèm với cả một số pokemon khác ok hẹn gặp lại các bạn ở clip kế, kế tiếp